j e n 教 y 各位选择题，讲高，中我们可以利用下列哪一种材料的两片板子来制造细缝？冷哪呢？我们可以利用下列哪一种材料的两片板子来制造细缝？ Chúng ta có thể dùng hai tấm làm bằng vật liệu nào sau đây để tạo ra khe hở. Woman, chúng ta, chúng tôi. Khởi, có thể. lợi dụng, dùng, sử dụng. Xa lẹ, phía bên dưới. Nà y trùng, loại nào. leo tờ, vật liệu. lèng phiên bản dự hai miếng lại để trừ sao làm ra xì phông, khe hở phía bên dưới có bốn câu câu thứ nhất bô lỉ kính hoặc là thủy tinh câu thứ hai thủ su trừ thủ su trừ giấy này gọi là thủ su trường sách giấy còn gọi là giấy màu. Câu số 3. Bù chứ bù. Đây là loại vải. Bù chứ bù. Loại vải không dệt còn gọi là vải xô. Câu thứ tư Bào chư. Giấy báo. Trong câu này hỏi. Nào y leo bản Nghĩa là. Loại vật liệu nào có thể dùng hai miếng để làm ra khe hở. Thì trong này câu thứ nhất bô lý là có khả năng nhất. Rồi tới câu thứ hai thủ su trừ thì không có. Là bằng giấy mà, không có. Tới câu thứ ba bù trừ bù cái này bằng vải cũng không có. Câu thứ tư bao trừ giấy báo cũng không có. Chỉ có câu thứ nhất là có thể tạo ra khe hở đó là poli poli cho nên chúng ta điền câu thứ nhất vào đây bài tập tiếng trung của trên này đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo nha còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé để sớm nhận được video mới nhất của kênh này trên này xin thân ái chào tạm biệt các bạn